nào, cái nào trước? Tô màu ma thuật người rừng nha. Đồng môn sẽ tô màu sách ma thuật người rừng trước cho các bạn xem ha. Dạ. Video lần này là sẽ là đây là người rừng đây các bạn. Đồng môn sẽ tháo ra đi đồng môn. Đồng môn tháo ra rồi đồng môn sẽ tô cho các bạn xem nha. Tháo đây. Ê. Wow. Bút này không có nước. Phải có nước mới được nha. Bút mình phải vô nước mình mới tô được. Rồi bạn Mon ra bắt đầu tô nha bạn Mon. Dạ bạn Mon. Rồi bạn Mon chuẩn bị cái bút chưa? Bạn Mon sẽ tô màu cho các bạn xem nha. Tô màu người rừng nha. Bạn Mon sẽ tô. Wow, chị màu nè. Đẹp quá ha bạn Mon. Dạ. Để xem con người rừng đẹp không nha. Bạn Mon tô xong tô ra đây. Trước mắt là thấy màu sắc là đẹp rồi đó. Đúng chưa? Đúng. Tôi cho đều hết nha mọi người. Gần xong bức tranh rồi đúng chưa? Đúng. Còn tí xíu nữa là hoàn thành này. Nếu bạn xem, nếu bạn Mon tô mà các bạn thấy thích á, các bạn có thể mua về để tô giống như bạn Mon nha các bạn nhỏ. Đặt trên hàng không phải câu á lạnh. Các bạn có thể mua ở chợ được. Về thì các bạn cũng tô giống bạn Mon vậy đó, sẽ ra được nhiều hình mà các bạn yêu thích. Các bạn Mon nha. Tô đây là hình của người rừng đúng không? Đúng. Bạn Mon đợi chút xíu, bạn Mon đợi cho các bạn xem ma hợp nha. Chỉ cần dùng cái bút có nước là mình tô lên là sẽ hiện ra cái hình đúng không? Khi nãy là cái hình chỉ còn là màu trắng thôi, không thấy hình, không thấy cái hình đúng chưa? Đúng. Thấy bức tranh thấy còn màu trắng, còn bây giờ là đã có ra màu nè, có người, có màu luôn. Cảnh của trong rừng thiên nhiên, có cây, có con vật luôn đúng không? Đúng. Rất là đẹp. Có bầu trời nữa, mây. Rồi, đây. Các bạn mình đợi ơi. Đây, các bạn xem đi, các bạn xem kỹ cho mình. Cái này mình tô xong á, các bạn làm một tí nữa là nó khi mà nước khô là sẽ tự che mắt lại cái hình, những cái bức tranh này sẽ bị che trở về ban đầu á, sẽ trở về màu trắng thấy không mon. Yeah. Khi nào khô thì sẽ trở về màu trắng, rồi khi nào mà các bạn muốn chơi nữa thì các bạn sẽ dùng cái bút của các bạn tô sẽ ra hình y như vậy. Đúng rồi. Khi mà khô thì sẽ trở về màu trắng như buổi ban đầu là chưa không thấy được hình ở dưới. Mon đã tô xong. Các bạn có những chỗ hơi lem lem này cho các bạn mình cái bút. Đây có những chỗ nó sắp khô nè các bạn. Khô sẽ hiện là màu trắng lại nè. Cái bút này khi khô thì sẽ hiện màu trắng và che hết cái này lại, mình sẽ không còn thấy nữa. Không còn thấy cái khung cảnh người rừng nữa. Khi nào mình muốn chơi thì mình có thể mình tô tiếp theo là sẽ hiện ra. Đúng chưa bạn Mon? Đúng. Bạn Mon. Rồi, giờ bạn Mon nói gì với các bạn đi. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại lần sau. Bye bye, xin quà riêng cho cái hộp mình nhé.
lần sau bọn Mon sẽ ra thêm những video mới nữa cho các bạn xem, đúng chưa? Đúng. Đây, vừa rồi bọn Mon vừa hoàn thành, đây là bạn, là tác phẩm của bọn Mon vừa hoàn thành, đây là Người Rừng nha. Mà không phải là chỉ riêng có, không phải chỉ riêng có một cái bức tranh để cho các bạn chơi đâu nha. Bọn Mon là chỉ quay tượng trưng cho các bạn xem thôi. Bọn Mon vừa nãy là chỉ tô cho các bạn xem là một bức tranh đầu tiên thôi các bạn. Rồi phía sau là còn mấy bức tranh nữa lận nha. Đây đây là cái đầu tiên lúc nãy bạn Mon tô. Còn những cái chưa tô là sẽ như vậy nè các bạn. Sẽ là nguyên cái nền màu trắng, mình sẽ không nhìn rõ được là phía dưới là những cái hình ảnh như thế nào nha. Các bạn chỉ cần tô vào là các bạn mới thấy được. Và phía sau cũng còn nữa nè bạn. 1 2 ha 3 4. Vậy là một cái quyển sách ma thuật vậy là các bạn có thể tô được là 4 bức tranh. Đúng. Quyển sách ma thuật là 4 bức tranh và Mon chỉ tô tượng trưng cho các bạn xem thôi. Khi nào các bạn cảm thấy thích thì mình có thể mua về tô giống bằng Mon, đúng chưa? Đúng. Nè bằng Mon, chào tạm biệt các bạn đi. Chào tạm biệt các bạn. Thì để đằng xa, bye bye, xin quà ghé ký hộ mình nhé.